BioScap là sự kết hợp giữa thiết kế của một chiếc khăn choàng cổ thời trang với một lớp khẩu trang nằm sau lớp vải. Lớp khẩu trang N95 tiêu chuẩn đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kiểm nghiệm, tức là khi mang khẩu trang theo đúng quy chuẩn sẽ giúp ngăn ngừa vi khuẩn lên đến 95%. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ chống khói bụi và không khí ô nhiễm, mà chiếc khăn choàng này còn có thể chống cả các tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, khói thuốc và cả một số loại virus gây cảm cúm, viêm họng hay sốt. Hiện BioScap đang được bán tại Amazon với giá khoảng 930.000 đồng. Người dùng có thể giặt khăn bằng tay để tiếp tục sử dụng trong nhiều ngày.